Hôm nay sẽ học cái bài mà bấm huyệt chữa bệnh táo bón. Thì táo bón là một trường hợp phân rắn khó tan, đại tiện trên 3 ngày một lần. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng thường gặp là thói quen đại tiện bị phá vỡ mà dẫn đến tần suất bài tiết bị mất. Người già thì sau trận ốm, phụ nữ thì sau đẻ, thể chất suy nhược dẫn tới sự nhung động khi bài tiết yếu, chứng quan năng thần kinh gây nên táo bón công năng. Và vì có thể dùng cách chữa trị dưới đây, mình bỏ qua cái cách chữa trị thứ nhất nhé, mà chỉ tìm hiểu huyệt vị, chút nữa tìm hiểu sau. Huyệt vị tứ bạch có liên quan cách chữa trị thứ nhất là huyệt tứ bạch. Thì ở đây nó bảo là hình 51, tạm thời mình tìm hiểu ở đây cho nó dễ đi. Tứ bạch là huyệt có tác dụng làm cho mắt sáng lóe bạch, và bốn tứ và bốn tức là tứ gốc, vì vậy gọi là tứ bạch. Trung y cương mục nói như thế, xuất xứ nó là giáp ốc kinh, đặc tính là huyệt thứ hai của kinh vị, huyệt giao hội của ba kinh của chân cân dương ở chân. Vị trí là ở ngay giữa mi mắt, dưới thẳng xuống một đốm một một thốn, chỗ lõm như hố mắt, dưới cơ vòng mi đây. Đây, dưới đây một thốn này, ở dưới mi mắt một thốn này. Đấy, đó là dưới thẳng xuống một thốn này, ngay giữa mi này, dưới thẳng xuống một thốn này, ngay giữa mi thẳng xuống một thốn. Đấy, thì chỗ lõm dưới hố mắt, bờ dưới của cơ vòng mi. Giải phẫu thì dưới da thì thường là bờ dưới của cơ vòng mi, phần hố mắt. Ở trên thì chỗ bám của cơ gò má, một cơ thuộc về cơ vuông môi, ở chỗ khớp của cơ xương gò má và xương hàm trên, thần kinh vận động và nhánh của dây thần kinh sọ não số 5. Da và vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số 5, tác dụng là khu phong, minh mục, sơ can và lợi đỡ. Đấy, ta có thể xem được cái huyệt tứ bạch ở đây. Đây, đây là huyệt tứ bạch ở dưới đây. Đấy, nó còn có thể dùng để chữa xoa bóp, bấm huyệt chữa liệt mặt, nhưng mà ở đây mình chỉ xét đến khía cạnh là táo bón thôi. Đấy, và cách mà chữa thì như sau. Cách chữa là trước khi đại tiện thì người bệnh dùng bàn tay ấn dây dưới bụng dưới, từ phải sang trái 100 đến 200 nhát. Khi ngồi xổm đại tiện thì dùng ngón tay giữa hoặc là ngón trỏ hai tay bấm vào huyệt tứ bạch ở hai bên, đồng thời nhắm mắt vận khí xuống dưới, tức tăng thêm lực bụng đẩy phân ra ngoài. Tức là khi đại tiện, người bệnh dùng hai tay ấn dây bụng phía dưới từ trái sang phải, từ 200 100 đến 200 nhát. Khi ngồi xổm để đại tiện thì dùng ngón giữa hoặc là ngón tay trỏ hai tay ấn vào huyệt tứ bạch ở hai bên, ấn vào huyệt tứ bạch ở hai bên đây. Đây, ấn vào huyệt này. Đấy, thì đồng thời nhắm mắt vận khí xuống dưới, tức là tăng thêm lực đẩy của phong. Cách chữa trị thứ hai là chúng ta cần phải tìm hiểu huyệt trường cường ở đầu xương đuôi, ở chỗ lõm giữa đầu xương đuôi và hậu môn, tức là ở chỗ lõm đầu xương đuôi và hậu môn. Đây mình tìm hiểu cho nó cụ thể luôn. Đây là huyệt trường cường, hình ảnh của huyệt trường cường đây, ở phía dưới hậu môn. Đấy, đây là hậu môn, đây là huyệt trường cường. Đấy, thì nó là huyệt lạc của mạch đốc, giáp cột sống đi lên đầu, tản ra vùng đầu, phân bố dài, vừa dài trường ấy, vừa cường, như vậy gọi là trường cường. Trung y cương mục nói như thế. Tên khác như là cung cốt, hạ xá lộ, tam phân lư, tào khế lộ. Xuất xứ là thiên kinh mạch, vị trí là ở chỗ lõm sau hậu môn, ở trước đầu xương cục, 0,3 thốn, trước đầu xương cục 0,3 thốn, phía dưới hậu môn. Hậu môn đây, ở phía dưới đây, xương cục đây.
Đấy, thì đặc trưng là huyệt thứ nhất của mạch đốc, huyệt lạc mỗi cái mạch nhâm qua huyệt hội âm, tác dụng là thông mạch nhâm đốc, điều trường phụ, chủ trị là trị trực tràng xa, trị tiêu ra máu, cuộc sống đau, tiểu đục, tiểu khó, điên cuồng. Đấy. À, châm cứu thì châm thẳng vào bờ giữa xương cục và trực tràng, sâu 1 đến 0,3 đến 1 thốn. Cứu thì từ 10 đến 30 phút. Giải phẫu thì huyệt ở trên đường thớ hậu môn xương cục, có cơ thắt ngoài hậu môn và cơ nâng hậu môn, phần thắt bám vào đường thớ này, vào sâu khoang dưới phúc mạc. Da thì vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S5. Thần kinh vận động cơ ở dưới đáy chậu của dây thần kinh thẹn trong, phối hợp huyệt tham khảo đấy. Đấy, ghi chú là nó tránh châm thấu vào thành sâu của trực tràng, trường cường đấy. Đấy, và cách chữa trị đó là trước khi đại tiện thì người bệnh dùng hai bàn tay ấn dây bụng dưới 100 đến 200 nhát, 200 nhát. Nếu ở bên trái bụng dưới chạm phải bọc phân thì ta nên tập trung dây ấn, sau đó ta dùng một ngón trỏ bấm vào huyệt trường cường 50 đến 100 nhát. Như vậy là vừa kết hợp dùng bàn tay ấn dây bụng dưới 100-200 nhát, thì bên trái bụng dưới thì chạm phải bọc phân nên ta phải tập trung dây ấn, sau đó ta dùng một ngón tay bấm vào huyệt trường cường, dùng một ngón tay bấm vào huyệt trường cường 50 đến 100 nhát. Như thế là đã chữa được cái bệnh táo bón này đấy. Thì trong đông y nó có những cách chữa trị như thế, chúng ta tham khảo.